Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh Tin nóng đất Việt. Kênh Tin nóng đất Việt luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng hổi trong nước và quốc tế trong 24 giờ vừa qua. Quý vị đừng quên ấn chia sẻ kênh và để lại bình luận phía bên dưới của video này nhé. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý trong ngày. Tin nóng, ca bệnh 3211 ở Quảng Trị tái dương tính sau một tuần xuất viện. Vi phạm quy định phòng chống dịch, một linh mục bị xử phạt. Hai vợ chồng từ Bình Dương về nhiễm dịch, Hà Tĩnh phong tỏa khu vực. Bà Rịa, Vũng Tàu truy tìm 12 người về từ Gò Vấp trốn cách ly tập trung. Bình Dương thêm 2 ca nghi mắc dịch trong cộng đồng. Theo chân các tình dịch bệnh trong cộng đồng ở Bắc Giang. Tin nóng, ca bệnh 3211 ở Quảng Trị tái dương tính sau một tuần xuất viện. Quý vị thân mến, tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận trường hợp tái dương tính trong thời gian cách ly tại nhà ở Hải Chánh, huyện Hải Lăng. Sáng ngày 5 tháng 6, ông Các Dân Tá, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng cho biết, địa bàn vừa có một trường hợp tái dương tính với dịch bệnh sau khi được xuất viện trở về theo dõi tại nhà. Đó là ca bệnh 3211 VLPA 23 tuổi ở thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, phát hiện tái dương tính vào hôm trước. Trường hợp này không có biểu hiện sốt, ho nên được cách ly tại nhà và theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm thường xuyên. Các f1 trước đây của ca bệnh tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà, ông ta nói. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện Hải Lăng đã chỉ đạo xã Hải Chánh gia hạn thời gian cách ly, theo dõi y tế chặt chẽ, thường xuyên đối với trường hợp trên. Trung tâm y tế huyện Hải Lăng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh cho bệnh nhân. Trong quá trình giám sát y tế, nếu có dấu hiệu bất thường thì báo cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Trị. Ca bệnh 3211 được Bộ Y tế công bố ngày 8 tháng 5. Sau thời gian điều trị, đến ngày 28 tháng 5, bệnh nhân được xuất viện. Vi phạm quy định phòng chống dịch, một linh mục bị xử phạt. Quý vị thân mến, bất chấp quy định về phòng chống dịch bệnh, một linh mục vẫn tiến hành tổ chức lễ với sự tham gia của hàng trăm người. Những người này đều không tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh. Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đã ban hành quyết định số 2700 QĐ-XP-VPHC về việc xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với linh mục Bùi Khiêm Cường, 40 tuổi, linh mục quản xứ Kẻ Động, xã Dân Tiến, huyện Hương Sơn về hành vi không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm quy định tại điểm khoản 2, điều 14, Nghị định 117/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Trước đó, tối hôm 31 tháng 5, linh mục Bùi Kim Cường đã tổ chức lễ kết thúc tháng với hàng trăm giáo dân, trong đó có nhiều trẻ em tham gia nhưng không đeo khẩu trang, không giữ đúng khoảng cách, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh. Dù đã được chính quyền nhắc nhở, nhưng tối 1 tháng 6, giáo xứ Kẻ Động đã tổ chức Ngày Quốc tế Thiếu Nhi cho các trẻ em và khánh thành Thư viện sách thiếu nhi Thánh Thể. Khoảng 300 giáo dân và các em thiếu niên nhi đồng đã có mặt không đeo khẩu trang, không khoảng cách, tụ tập đông người bất chấp các quy định, khuyến cáo của cơ quan chức năng về phòng chống dịch bệnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chính phủ, Bộ Y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan phải chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh ở mức cao nhất. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân chấp hành các quy định. Hai vợ chồng từ Bình Dương về nhiễm dịch, Hà Tĩnh phong tỏa khu vực. Quý vị thân mến, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã họp khẩn sau khi phát hiện 2 ca dương tính với dịch bệnh, phong tỏa 15 điểm trên 4 trục đường chính tại thành phố Hà Tĩnh để phòng chống dịch. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Võ Trọng Hải cùng với các đơn vị liên quan họp khẩn sau khi phát hiện 2 ca nhiễm dịch tại tổ dân phố 12, Đoài Thịnh, Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo ngành chức năng phong tỏa 15 điểm trên 4 trục đường chính của xã Thạch Trung và phường Nguyễn Du gồm Hà Hoàng, Nguyễn Huy Lùng, Hà Tông Chính, Lê Thiệu Huy để ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh. Địa phương này đã thực hiện cách ly nghiêm ngặt các bệnh nhân, lấy mẫu xét nghiệm, điều tra danh sách các trường hợp F1, F2. Hà Tĩnh tiến hành khử khuẩn môi trường tại nhà bệnh nhân và khu vực xung quanh, dừng các hoạt động không thiết yếu trên địa bàn thành phố như nhà hàng, quán ăn, đường phố, cắt tóc gội đầu, cà phê, tất cả các dịch vụ giải trí, thể dục, thể thao ngoài trời. Theo đó, vợ chồng anh NVM sinh năm 1965 và vợ là NTH sinh năm 1969 quê ở Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, thường trú tại Dị An, Bình Dương, vừa có kết quả dương tính với dịch bệnh. Ngày 30 tháng 5, hai vợ chồng bay chuyến bay VN1262 của hãng Việt Nam Airlines số ghế 2G2D lúc 8 giờ 25 phút từ thành phố Hồ Chí Minh về Vinh, hạ cánh lúc 9 giờ 55 phút. Khoảng 11 giờ cùng ngày, hai vợ chồng được người cháu đón bằng xe riêng về sinh hoạt tại nhà anh NXH, tổ 12, Đoài Thịnh, Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Đến khoảng 11 giờ 30 phút, đến trạm y tế xã khai báo y tế. Sau khi biết tin người tiếp xúc gần ở Bình Dương dương tính với dịch bệnh, gia đình anh M đã liên hệ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để 8 mẫu xét nghiệm. Sau 2 lần xét nghiệm, vợ chồng anh M có kết quả dương tính với dịch bệnh. Bà Rịa, Vũng Tàu truy tìm 12 người về từ Gò Vấp trốn cách ly tập trung. Quý vị thân mến, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, rà soát để phát hiện các trường hợp trốn cách ly, đưa đi cách ly theo quy định, đồng thời xử phạt nghiêm. Công an tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu có văn bản hỏa tốc gửi các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương thông tin về 12 trường hợp người dân từ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh trở về Châu Đức theo quy định phải cách ly tập trung nhưng đã không chấp hành. Theo đó, cùng ngày, Công an huyện Châu Đốc đã báo cáo trên địa bàn huyện có 12 người, trong đó có cả trẻ em đi cùng với gia đình. Theo phóng viên, về từ vùng dịch là quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân xã Suối Rao, Nghĩa Thành của huyện Châu Đức đã có quyết định yêu cầu những trường hợp này phải cách ly tập trung. Tuy nhiên, sau đó tất cả đều không có mặt, vi phạm quy định về phòng chống dịch. Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương tăng cường kiểm tra, nắm tình hình, rà soát các địa điểm để phát hiện các thông tin về các trường hợp nêu trên. Qua đó, nhanh chóng xác định nơi ở hiện nay, nhanh chóng đưa đi cách ly theo quy định, đồng thời xử phạt nghiêm. Trước đó, huyện Châu Đức cũng đã triển khai dọn dẹp, sắp xếp lại trường tiểu học Trần Phú, xã Suối Rao để làm cơ sở cách ly tập trung cho khoảng 285 trường hợp người dân về từ vùng dịch, trong đó có quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay trong chiều cùng ngày, người đã chấp hành đến cơ sở này để bắt đầu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm để theo đúng quy định. Bình Dương thêm 2 ca nghi mắc dịch trong cộng đồng. Quý vị thân mến, sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương thông tin Bình Dương đã ghi nhận thêm 2 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với dịch bệnh. Ca nghi mắc là nữ, sinh năm 1993, ngụ đường 16, phố Nhị Đồng 2, phường Dị An, thành phố Dị An và nam sinh năm 1995, ngụ đường số 5, phường Lê Xuân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai là nhân viên công ty bất động sản ở đường 16, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dị An. Liên quan đến 2 ca nghi mắc này, đã có 3 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với dịch bệnh, Hà Nội 1 ca, Hà Tĩnh 2 ca. Hiện Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An đã khoanh vùng truy vết F1, F2 có liên quan đến 2 ca nghi mắc, đồng thời thông báo những ai đến các địa điểm sau khai báo y tế để được hướng dẫn thực hiện phòng chống dịch theo quy định. Theo chân các tình dịch bệnh trong cộng đồng ở Bắc Giang. Quý vị thân mến, chị Nguyễn Thị Toàn, huyện Lục Nam, Bắc Giang khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, trên tay cầm đồ nghề là nhật kế, tờ khai y tế rồi tiến thẳng đến một gia đình có công nhân trở về từ tâm dịch Việt Yên. Lục Nam là địa phương xuất hiện ca mắc đầu tiên trong đợt dịch vừa qua tại tỉnh Bắc Giang. Suốt hơn 1 tháng căng mình chống dịch, Lục Nam là huyện giữ vững được thành quả khi kiềm chế ca mắc dịch bệnh với con số 72. Khi được hỏi đâu là cách chống dịch mà Lục Nam chọn với chủng Covid mới, Bí thư huyện ủy Nguyễn Thị Kim Dung thẳng thắn: "Chúng tôi chống dịch toàn dân, toàn diện." Điển hình với cách chống dịch toàn dân mà nữ bí thư huyện đã kể là việc thành lập tổ Covid cộng đồng. Ngay sau khi được đoàn công tác của Bộ Y tế tư vấn, huyện tập trung xây dựng hơn 1.400 tổ với hơn 5.000 thành viên tham gia phủ khắp 25 trên 25 xã, thị trấn. Công việc mà tổ Covid cộng đồng phải thực hiện là phụ trách kiểm tra các yếu tố dịch tễ với hơn 60.000 hộ dân trên toàn huyện. Bất kể một biểu hiện hay triệu chứng liên quan đến dịch bệnh đều được cán bộ tổ nhanh chóng báo cáo về huyện và ngay lập tức có phương án xử lý. Là tổ dân phố có hơn 100 hộ dân sinh sống tại thị trấn Đồi Ngô, tổ dịch khu phố Thanh Tân với 12 thành viên chia nhau 4 cụm để kiểm tra, theo dõi y tế. Sau hơn 10 ngày làm việc trong điều kiện nắng nóng, khuôn mặt của chị Nguyễn Thị Toàn dù đen sạm nhưng vẫn ánh lên vẻ lạc quan, truyền đi năng lượng tích cực. Công việc không quá vất vả nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và không được lơ là, chủ quan. Chúng tôi quan tâm đặc biệt với công nhân về từ vùng dịch đang cách ly tại nhà bằng các phương pháp kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu khai báo y tế. Chị Toàn kể. Tại Lục Nam, để phát huy tối đa chức năng, các tổ dịch cộng đồng còn kiêm luôn quản lý điểm ra vào tại các khu dân cư do mình phụ trách. Sau hơn 10 ngày chống dịch, cô Nguyễn Thị Hoan, 62 tuổi, trú tại trung tâm Đồi Ngô: "Ui, ngày nào ra khỏi nhà, chồng tôi cũng hỏi đùa là bao giờ dỡ chốt đấy." Không khí tại điểm chốt kiểm soát vui nhộn, khác thường với những suy nghĩ về một thị trấn ảm đạm vì có dịch bệnh. Từng lượt người ra, vào được ghi chép cẩn thận kèm theo số đo thân nhiệt cơ thể. Danh sách các gia đình được liệt kê, những hộ gia đình có trường hợp nghi ngờ đều được ghi chú rõ ràng. "Tôi ra đây trước hết là tự nguyện vì cái chung của cộng đồng. Bây giờ để dịch lây lan thì không biết đến bao giờ nhân dân mới có cuộc sống ổn định, phải ổn định mới yên tâm được," cô Hoan chia sẻ. Theo thống kê, hoạt động của tổ dịch cộng đồng giúp phát hiện nhiều trường hợp có biểu hiện sốt, ho và các triệu chứng khác và được đưa đi kiểm tra sức khỏe. Sáng kiến chống lây chéo trong khu cách ly. Bí thư huyện ủy Lục Nam Nguyễn Thị Kim Dung mở đầu câu chuyện với Vietnamnet bằng cảm nhận rất thật khi cho rằng thành quả chống dịch hiện tại rất mong manh, nguy cơ vẫn tiềm ẩn. Theo nữ bí thư, chính vì trải qua nhiều đợt dịch, được lãnh đạo tỉnh, Sở Y tế quan tâm và gần đây là đoàn của Bộ Y tế hướng dẫn, huyện thêm tự tin khi đối đầu với giao dịch. "Chúng tôi kích hoạt rất nhanh các phương pháp điều tra dịch tễ, khoanh vùng dập dịch, từ những trường hợp đầu tiên phát hiện tại xã Phương Sơn hay các ca mắc liên quan đến bệnh viện ca cơ sở Tân Triều đều được chúng tôi khoanh vùng triệt để. Đến nay, khu vực trên đã an toàn," bà Dung cho biết. Theo bà Dung, ngay từ sớm, huyện Lục Nam kích hoạt hệ thống hơn 30 khu cách ly tập trung với 3.000 giường. Hiện nay, số lượng tiếp nhận dừng ở con số 1.500 người, nhưng các vị trí chưa sử dụng đến vẫn được duy trì phòng tình huống xấu có thể xảy đến. Chứng kiến bài học về lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung, đích thân nữ bí thư sau khi thị sát các điểm cách ly của huyện đã nhận ra lỗ hổng khiến dịch bệnh có thể lây lan từ nhà vệ sinh chung. Tôi nhận thấy dù được phân loại rất kỹ, đầu vào của các trường hợp cách ly, nguy cơ cao thấp, nhưng nếu nhà vệ sinh chung không được tách bạch giữa các nhóm cách ly thì đây là lỗ hổng gây ra nhiễm chéo. Bà Dung nói, hiệu quả của cách làm trên dù là hàng nghìn người cách ly, dù xuất hiện các F0 nhưng tuyệt đối không có hiện tượng lây chéo bên trong khu cách ly. Ngoài ra, Bí thư huyện ủy Lục Nam cho biết, huyện chủ trương lập các nhóm công việc qua mạng xã hội để nhận các cập nhật liên tục. Chính nhờ các nhóm này đã giúp sức rất lớn khi truyền đạt các ý kiến chỉ đạo các cấp, mặt khác giúp lãnh đạo huyện bao quát tình hình của các địa phương. Công việc những ngày tới của chúng tôi là thực hiện tầm soát dịch bệnh cho đại diện 65.000 hộ dân trên toàn huyện. Khi có kết quả xét nghiệm, huyện căn cứ vào đó sẽ yên tâm triển khai các mục tiêu khác song song với chống dịch. Bí thư huyện Lục Nam chia sẻ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương nhìn nhận mô hình, cách thức làm chống dịch của huyện Lục Nam là đúng đắn, kết quả cho thấy huyện kiềm chế dịch rất tốt. Trải qua nhiều kinh nghiệm chống dịch trước đó, lãnh đạo tỉnh rất yên tâm với phương pháp, cách làm của huyện Lục Nam. Lời ông Dương.